chứ mình cũng chẳng có ban bệ. Mấy đứa đệ tử nó hiểu chuyện thì nó quay phim bằng cái máy iPhone thôi, làm rùm rè beng vậy, nhưng mà thật sự chẳng có tốn tiền gì hết, nhưng mà công đức tràn đầy. Tất cả hồi thiên lớn tuổi như nhỏ tuổi nên tạo Facebook để mà độ chúng sanh. Hôm nay mấy con ngồi đây á, là đó cha với mấy chư Phật ngồi gần đó. Trên thế giới này không có mấy cái vụ này nha, không phải dễ đâu á. Power off. Power on. Karaoke mode, master mode, professional mode. Hello. Hôm nay mình đã diện kiến được chư Phật, cha thượng đế, mẹ nhập phụ Long Cung. Tuy là mắt mấy con người chậm mắt thịt không thấy, nhưng mà mấy vị đứng đó thắng cái gì, nghĩ cái gì mấy vị nghe hết. Rồi cha hồi nãy có nói sư phụ là blessing, tức là gia hộ cho hết tất cả những người hiện diện có mặt ở đây. Rồi ngoài này thì tất cả những vị Bồ Tát, ngoài kia những vị thần, không thiếu gì nào hết. Chỉ có một nơi duy nhất, đó là Thiên Long Sơn có khả năng đó. Nơi duy nhất có thiên tử làm những buổi lễ như này. Những gì thì hòa thượng lỗi lạc cũng không ai dám làm, cũng không có khả năng làm. Mình nhớ. Thì khi các con biết như vậy, nếu con người của mình đã là họ thiên, đã mở lòng từ bi bác ái, thì đi độ những người xung quanh, và đồng thời mình độ cho anh em mình, chồng mình hoặc vợ mình. Nếu ngược lại, trai thì độ vợ, gái thì độ chồng, độ bạn bè. Bằng cách bình thường mình không có nên nói chuyện về thiên tâm nhiều cho họ, vì họ không có hiểu, họ chấp dữ lắm, họ không có đủ phước. Muốn cho họ có phước thì mình phải dùng Facebook. Rồi tuy là sống chung nhà nhưng mà đừng nói chuyện, dùng Facebook nói chuyện qua chuyện lại, độ họ. Rồi đến khi mà họ từ từ họ hiếu kỳ, họ hiểu rồi đó, thì lúc đó đó mình cứu được những người thân của mình, và đồng thời mình cũng tạo công đức với cha với chư Phật. Bởi vì chiếc thuyền Bát Nhã chở 80 tỷ người cũng được, mà bây giờ thuyền Bát Nhã các con ở đây khắp nước Mỹ chừng 5-7 nghìn người đệ tử họ thiên. Ở Việt Nam âm thầm khoảng 20-30 triệu người, chứ thiền Bát Nhã cũng vẫn chưa khẳng. Mình phải cứu cả 100 triệu, và đồng thời mình phải lon rộng ra những người ngoại quốc Mỹ nữa, thì càng lẽ càng tốt. Cái vụ một đời này là khi thế giới vô thần không còn tồn tại, vụ đã đi về trời, không về quả địa cầu nữa. Hồi nãy cha có nói con còn đi những cái hành tinh khác để mà lập đạo, những cái thành tinh đó rất là xa, không phải là trái đất. Nãy cha mới vừa nói chuyện với thầy, thầy thường nói là thôi không về trái đất này nữa, nhưng mà chưa gì là cha đã nói trước con về trả đi rồi, con sẽ đi những cái nơi khác để mà lập đạo. Những cái nơi kia họ không có đạo. Ở ngoài kia có tam thiên đại thiên thế giới, đó là kinh Phật nói, nghĩa là 3.000 thành tinh, 3.000 loại người khác nhau. Chỉ có quả địa cầu này quá khổ, cho nên cái hội mới ngồi hôm nay ở đây. Nhưng mà mỗi một cái nơi á, là Thượng Đế chấm một cái chỗ để mà làm trung tâm, giống như làm lãnh sự quán vậy, giống như làm tòa đại sứ vậy đó. Thì nước Việt Nam, Liên Hợp Quốc vậy đó, nước Việt Nam được nước được chọn cho cái quả địa cầu này. Có Phật Thánh Tiên Hạ Phàm, Phật đâu thì cũng có quỷ đó. Thì cho nên người Việt Nam mình là người lạ nhất toàn cầu, không đoàn kết nè nghe, không có hiểu nhau nè nghe, hơn thua với nhau từ chút nè. Cái ông giàu này ông ghét ông giàu kia đúng không, nhẽ. Rồi bao nhiêu chuyện bất công xảy ra chỉ có riêng nước Việt thôi, những nước khác không có vụ này. Nhưng mà ngược lại, riêng nước Việt cũng có đại hồng ân. Cha cho cái thiên tâm đạo ra đời bằng tiếng Việt, dịch cho tiếng Mỹ là thiên tâm Mism. Hồi xưa lúc mà cái hội tính đặt cái tên là God of Hope, tại vì God là tên cha, Hope là trái tim. Cái sau này không, con cứ để thiên tâm, bắt nó học tiếng của mình.
sau này người Mỹ họ cũng họ Thiên thôi à. Rồi họ muốn chi cứu chữ Thiên là gì thì cứ lật tự điểm đi con, đúng không? Cái xưa giờ tính dịch tiếng Mỹ, tại sao mình dịch ngược lại? Là tới vì sau này người Mỹ sẽ nghèo hơn người Việt. À, Thiên Trump hay là Thiên Biden hay là Thiên Obama gì đó, mày cứ Thiên lắng hết à. Chứ không có God Obama, God Trump, nghe nó không có thuận cái lỗ tai. Thì nước Việt có Đại Hồng Phước, có đạo Thiên là đạo trời, cũng như họ thôi, họ cũng gắn cha tối ngày. Bây giờ đụng chút gì mấy cái đài CNN bây giờ nói Only God can save us, only God can save us. Mà đâu biết God đang ngồi ở đây đâu, đang đây. Con coi mấy cái đài TV Mỹ hiện giờ nè. Giờ bữa nay Putin nổi điên rồi, Kim Jong Un bắt đầu dàn trận rồi, lên xe tăng đồ lái rồi chùi cái cặp vali để mà bắn hạt nhân rồi đó. Only God can save this planet. Cả cái những người chính trị gia lỗi lạc của Mỹ cũng phải nói vậy. Tại sao không tới đây ngồi nói chuyện với sư phụ, chỉ cần tốt ly Starbucks thôi, tôi kể cho mà nghe. Sẽ không có cái chuyện mà bom nguyên tử. Và đồng thời cái quả địa cầu này Mỹ sẽ thắng. Mỹ thâu lợi phẩm trời ban phong thần. Nếu mà ông Trump không vô tòa Bạch Ốc, cả nước Việt mình cũng mệt á. Thật sự con tưởng ông Trump ông đánh, ông nói cho Ray America again ha. Không có. He work for me. Tại vì ông Trump mà lên đó là ông dẹp Việt Nam một cái một đó con. Con có hiểu không? He work for us, not for America. Về tâm linh vậy nhưng mà ông không có hiểu. He work for me. Lính có hiểu quá. Nhưng mà nói hơi ngược quá không? Từ từ đi mày chết mày sẽ hiểu. Cha ở đây, sư phụ ở đây, các vị ở đây nói thì hơi ngã mạn nhưng mà về tâm linh nó là thực tế vậy. Không có bao giờ vua mà ra trận, để tướng ra trận, để ông Trump ổng ra trận. Rồi sau lúc đó Việt Nam xong, Tàu cũng xong, chia 5-7. Chúng ta sẽ mỗi người cầm cái cưa về cưa. Cưa hết mấy cái cọc của Trung Cộng, cưa hỏi nước Việt. Sẽ không còn tham nhũng hối lộ nữa, không còn bệnh như là dặn nhau chức vụ. Tiếng Việt ra đời chỉ kết nạp những thành viên để nặc danh thôi, không có lấy tên Việt. Cho nên tàu ngầm mà rửa ra mấy clip cũ nó rồi, khi mà trước khi ra khơi thì mình bắn pháo bông, mình chào cờ, đánh trống, thổi kèn đồ rùm xì beng, phải không? Nhưng mà tàu ngầm lặn rồi. Bây giờ cái đơn Thiên Việt đâu rồi, bữa nay nghe tin nữa, trong đó không có lấy tên Thiệt, cũng chẳng lấy bếch đê ngày sanh vậy ha, chỉ là ấy thôi, gặp mặt riêng thôi, để mà mỗi người có một cái chức vụ, sẽ không có ai bị gì hết. Tất cả họ Thiên mà đọc kinh tu tập vẫn giữ cái thế trạng thái đó, chỉ có những đứa anh trẻ nhỏ nhỏ đó giờ chắc chừng từng hay từng thì điền cái đơn theo sư phụ Việt Nam thì con vừa là tay phải là gõ mõ thiên tâm, nó thí dụ như kiểu cầm tú à, tay phải gõ mõ, tay trái cầm tú cầm cây ba ton cầm cây cưa về cưa gọng kìm song sắt đó, là thiên Việt và thiên tâm, tay phải tay trái. Nhưng mà bây giờ tay đủ rồi thì nước Việt có phước được cha cho cái đạo thiên tâm ra đời ngay ngày vía Quan Thế Âm năm 2017. Nhưng mà thật sự đạo đã ra đời âm thầm năm 78-79, nhưng mà ngày chánh thức thì mình cứ tính là ngày vía Quan Thế Âm này. Thì hàng năm chúng ta làm lễ vía Quan Thế Âm, không còn biết ngày ta ngày Tây nó lọt vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, năm gì không biết. Nhưng mà từ nay mình cứ là ở vía Quan Thế Âm là ngày lập đạo, khai đạo. Mình làm gì nè? Cái hồi sáng đó, hồi đi thấy cũng đẹp á. Nhưng mà lần sau thì cũng tổ chức lại kỹ một chút. Chỉ có cái hồi sáng đó là lạnh quá, ai cũng khóp. Cha mưa phải không? Ngồi thủ nói ngày qua mấy đứa nghe phải không? Rõ ràng thủ nói chuyện với ông thần gió, với ông thần mưa. Ông nói hai tử yên tâm, sao không có mưa, tôi sẽ ngưng lại mưa.
ngưng lại gió. Ổng đang nhậu mà, ổng đâu có rảnh đâu, ổng đi làm mưa nữa. Hey, chỉ có Thiên Long Sơn mình mới làm được những chuyện này, mà chứ bộ làm cái này cũng nhiều lần rồi. 5-7 năm trước không có mấy đứa con. Trời ơi, đang bão mưa ầm ầm. Ê, hey, 2 tiếng thôi. Ổng ngưng đúng 2 tiếng. Hỏi thưa mẫu đi, mấy người nè, hỏi ông bố là những người xưa cúng này vui lắm. Vừa xong, dọn lẹ nghe, nãy ổng chỉ hứa có 2 tiếng, y chang luôn. Đúng là 1 tiếng 59 phút là một cái đống mưa xuống, ầm 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 ầm. Hay núi mình vậy á. Rồi cha lại cương nước Việt. Bởi vì bây giờ cho hội có mấy chục triệu đệ tử âm thầm trong nước, ở hải ngoại 5-7 nghìn người. Nhưng mà giàu cho cả nước Việt là thiên tâm đi nữa, mà không có một cái tổ chức về đảng phái và chọn lọc những người có trí thức để mà lãnh đạo quốc gia, thì cũng đâu, phần đời cho hội cũng chưa có thành công. Cho nên Thiên Việt ra đời. Thiên Việt là một chiếc đũa trái, thiên tâm chiếc đũa phải, do Thượng Đế lập ra. Người phàm ai không hiểu, mạo phạm, thì trước khi làm cái gì á, người khôn á, nhớ người khôn á, vô minh hay lì lợm thì mình không nói nha. Mà nếu như người mà có trí thức khôn á, phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không kẻo bị mất xác mất hồn không hay. Mấy ông thần mấy ông dữ lắm. Tại vì các chi vị có cái xác phàm mình trả ra gì hết. Con nhìn thấy xung quanh cũng từ bờ thượng nó nhiều lắm chứ không kể. Nhưng mà phạm thượng với cha là không xong. Tại vì ai cũng là con của Thượng Đế mà. Cả Trump, cả Biden, cả bác Trọng, cả bác Tô hay là Thượng cũng là con của Thượng Đế hết, đúng không? À, mà con mà không với cha như thế nào? Cho nên phải suy nghĩ. Để cho ra và đồng thời thiền tập cùng một người sáng lập tên Phàm, con thơm mộc. Thật sự sư phụ không có biết sư phụ họ gì, phải họ Ngô đâu. Ở ngày xưa ông cố mà chồng mấy cái bào giác Phàm, ông nhiều vợ quá cho nên bà cố mang cái bầu đi lang thang, rồi cái lấy ông sao á, mang cái họ Ngô thôi. Chứ thật sự cũng chả biết sự họ gì luôn, cũng chả biết sự sanh ngày nào tháng nào. Mà cái ngày mà bây giờ trên thẻ căn cước á là cái ngày nhập trại tị nạn đó thôi. Cho nên thiếu nói chuyện này cũng chả biết năm sanh ngày sanh, cũng chả biết họ của mình, chỉ biết là ông thợ mộc nuôi mình sanh cái sắc vàng. Người sáng lập Ngô Tuấn Kiệt mang họ Thiên, Thiên Tính Kiệt là dưới trần. Ở trên trời sư phụ tên là Thiên Nhạc. Tất cả 12 anh em của sư phụ đều là họ Thiên hết. Sư phụ không dám nói đây, cũng gần gần giống như mấy con vậy, mà có nhiều tên lạ. Cũng là y như chúng ta, Thiên Không. Rồi mấy bà chị cũng là Thiên, cũng nhân thánh mẫu Thiếu Hạnh. Thì người đời kêu là anh mẫu Thiếu Hạnh, chứ thật sự tỷ tỷ có một cái chữ Thiên á. Nhưng mà sư phụ không dám nói tên gì. Thiên Hoa, Thiên Hạ này, Thiên Nọ, cũng là Thiên. Một người sáng lập đạo cũng là sáng lập Thiên Việt cùng một người. Sau này đi song song, hai đạo và đời song song. Sau này sẽ có những cái thế hệ sau lưu truyền. Người mà tu dở, dở, dở gọi là dở nhất luôn á. Không có giữ được 12 giới, chỉ là một cái giới đầu tiên thôi thì đã là không có tham nhũng rồi. Trong đó là giới tứ ân là cũng góp sức được cho quốc gia, làm chuyện lớn cho tại quốc gia rồi. Những cái trường đại học Thiên Việt, Thiên Tâm sẽ mọc đầy khắp tất cả trên quả địa cầu này trong thời gian kế tiếp. Nó có mọc lên cũng giống như trường Harvard, trường Stanford vậy, sẽ đào tạo ra những người hiện tại. Rồi sau này họ Thiên sẽ có những vị thầy
cũng mang dấu hiệu thiên, rồi đi dạy là tất cả các những đứa con họ thiên có hệ thống đàng hoàng. Một tuần phải làm gì, tháng này phải làm gì, họ bá quan trai, nhưng mà mình không có dùng danh từ đó, mình dùng danh từ khác. Sau này còn sẽ làm một cái concept để mà cách tu tập, rồi phải đi nhập thất, phải đi retreat, rồi phải buông bỏ, rồi phải đi làm từ thiện, rồi phải đi cho bớt tài sản của mình, chứ không có thể mà đem vô hộp rồi cái đi mua hộp tròn với vàng rồi bỏ vô safety box rồi vô nhà băng là cắt hoài, không có có cái đó. Vừa đủ xài còn nhiều phải đem ra cho bớt những người nghèo đó, thì họ thiên có sau này có những cái công thức đó. Trong mắt các con nhìn lại mặt tròn, mặt vuông, mặt dài, mặt mụn, mặt lắng, mặt nhăn, đúng không? Nhưng mà trong mắt sư phụ á, nhìn tiên, chỉ là mang thân phàm thôi. Chứ thật sự những người ngồi ở đây toàn là không có thấy thú. Có người chúng ta mang thân cùng giống nhau, nhưng mỗi người là bề trong là thú. Rồi có những người bề trong là dạ so đầu thai hay là hồ ly. Nhưng mà trong mắt sư phụ nhìn, bữa giờ chưa bao giờ có đứa đệ tử nào là gọi là hồ ly hay dữ. Mà mình muốn nhận dạng được những cái người mà trong gia đình mình như vậy đó, thì mình coi cái tư cách của họ đó. Tại vì bề ngoài đừng có theo đẹp trai hay đừng có theo tướng đô con này nọ nha. Những đứa ngồi hôm nay ở đây đa số là cúc trên, không có ai cúc thấp á. Lúc vì có Hồng Phúc, có con của Thượng Đế sáng lập đạo và đời để lưu truyền cho nhân loại và đồng thời cứu nước Việt và đưa nước Việt thành một nước sánh vai cùng cường quốc trong tương lai. Có một cái nãy về trên dặn dò thù nông nói cha cha hoàng kỳ nói về trên không còn hiểu ai thì về trên dạy tất cả họ thiên kêu sư phụ nói lại với mấy đứa đệ tử là phải giữ vững lòng tin, không có được nôn nóng, cứ đọc kinh ngồi thiền. Tại vì cái sàng lọc có nghĩa là không có muốn cái sự đổ nát chết chóc, không có muốn những cái tòa nhà building đổ nát như kiểu Syria hay là kiểu Palestine á, Do Thái nó tấn công á. Ở trên không có muốn vậy. Mình không có muốn Hà Nội giật sập Bắc Hà Đế Kinh đó. Mình không có muốn là những thành phố mình đổ nát. Thì phải cho bề trên có chút thời gian để mà nguyện kiến. Miễn làm sao cuối cùng bất chiến tử nhân thành là mình ok. Chứ còn mà dùng súng đạn bắn qua bắn lại, nó sẽ đổ nát thành phố. Một cái building, một cái trái quả tiễn rocket mà nó vô cả mấy chục năm sau, trăm năm sau chưa xây được. Cho nên sư phụ, những cái đó là tài sản quốc gia, mà khi nằm trong nước Việt, đó là tài sản của nước Việt. Mình không có muốn Trung Cộng nó bắn vô nước mình. Mình phải từ từ quá, chứ không có gấp được. Mấy vị cũng còn ít, nhưng mà mấy con cứ lấy đồ ăn vô chia ăn đi. Ở đây mấy đứa local dùng này, nhớ mang đồ ăn gì dùng. Cái đó là thành. Cảm ơn. Nhưng mà đồ của mấy vị thần thánh dùng, mình dùng là mình có phước. Ở đây này, này trên này không có dòng linh nè. Núi thánh địa không có Phật với Bồ Tát, bởi vì không mình làm đồ mấy gì mình có phước. Cho nên mấy đứa ở San Jose á, biết Trinh nó có chuẩn bị bịch, đứa sách bịch bịch gì vậy.
quá trời luôn. Mấy đứa ở xa, những đứa bạn khác bỏ thời gian qua đây mua cái vé qua đây, mua thấy cũng đau lòng nhưng mà thời gian cũng 700.000 đúng không? Rồi mấy con bỏ mấy ngày làm việc không? Qua đây còn ở khách sạn này nọ, tới tệ cũng 2-3 nghìn, mất đến cơm cũng 20.000 là cho 5.000 đi. Nhưng mà mấy con đừng có tiếc đi. Về đây á, cha nãy á, là cha đã ban phát hết, các con sẽ mạnh khỏe, vui vẻ và may mắn cả năm nay luôn và mấy năm sau nữa, nên cũng đáng lắm á. Đáng không? Bởi vì sư phụ thấy ngoài kia có những người rất là vô minh, có những cái buổi ca nhạc ở đâu Singapore hay Thái Lan mà từ ở Mỹ bay về tốn tiền hơn mấy con gấp 3 lần, chỉ vô đó ngồi nghe ca rồi thấy vậy thôi. Ngồi ở đây gần sư phụ, tuy sư phụ không có tài hoa ca giỏi nhưng mà ít nhiều á, 7 dòng hào quang ở sư phụ á cũng làm mấy con bớt đói bụng. Ở cái núi này biết bao nhiêu đủ loại bệnh, bệnh bệnh baby leo cổ trong linh nhí á, mình quên á, mình giết nó không. Rồi những năm đầu ở những đệ tử gần đây nè, nhiều đứa bị, bây giờ đứa nào ở đây cũng tươi tỉnh. Ai mà bị cái đó rồi cả đời không bao giờ giàu nổi, không bao giờ ngóc đầu. Rồi nó heo nó báo oán, trời ơi, làm ăn không khác, về đây cũng hết. Rồi bây giờ biết đọc kinh nè, tôi thấy nhiều lắm. Rồi biết lại Phật nè, lại cha mẹ nè. Rồi bây giờ mình có một cái đại gia đình nè, mỗi đứa có nạn thì những đứa khác lăn xăng lo lắng, có lo còn hơn là chị em ruột nhà nữa. Mình cũng có cái mái nhà nè, cái mái nhà Thiên Long Sơn là mái nhà chung, nó không có riêng của ai hết, chỉ có một cái là huynh đệ tỉ muội đứa thì làm nhiều đứa làm ít, đứa thì tu tập nhiều đứa tu tập ít, cho nên cũng còn chút xíu sự hơn thua phải không. Nhưng mà quy tắc của Thiên Thắng Kiệt này 3 ngày là quên, xù thua là quên. Chỉ có những đứa đệ tử mà không có chịu tu tập mà cứ chạy theo đông đông để vui á, để náo nhiệt á, rồi không có hào quang sáng, rồi bị sư phụ né, rồi không có thần lực. Tại vì đọc kinh với mình là sám hối á, tự động mình có cái bản lĩnh, có cái lực, không có gì phải sợ chứ không. Thù bình thường không phải là thái tử, là chúng ta là bạn bè anh em thôi, ở trên trời chúng ta cũng là anh em. Chúng đây chúng ta cũng là anh em bạn bè, chẳng qua là cái đạo thì hộ lập đạo thì con kêu hữu sư phụ với thật sao, chúng ta là bạn bè, trên trời cũng bạn bè. Nhưng mà những đứa nó không có chịu tu, chỉ theo đông đông cho vui thì nó không có cái lực, sư phụ nhìn không có thấy hào quang, thần thức nó bị yếu á, sư phụ né, càng né chừng nào á nó càng sợ chừng đó. Nó sợ sư phụ giận, nó thật sự không có giận, né là để cho biết rồi tự thay đổi đi. Cứ bình thường phải không? Rồi cái giờ biểu sư phụ phải làm sao vậy? Tự con phải tự tu chứ phụ đâu có thể biến cho con có hào quang sáng lên được đâu. Phụ đâu có thể biến cho con ghen dạ lên được, đúng không? Nhưng mà nếu mà nắm cái quy tắc, nếu dù mình không có cái lực tu, mình phải nắm cái quy tắc. Quy tắc thứ nhất, qua 3 ngày không có được nhắc chuyện cũ, không cần biết. Thứ hai, có gây lộn cũng không có được lớn tiếng và nói những cái lời xâm phạm nặng như người đời. Chúng ta không giống như người dưới thế gian. Bây giờ mấy con mà gây lộn đây, về trời gây lộn nữa, ở trên đó mấy chư thiên sao chịu nổi, hiểu chưa? Thứ tư, không có được mượn tiền của nhau,
trong hội thi chúng ta không có tiền tiền bạc bạc. Rồi thêm một cái nữa, không có được hỏi chuyện cá nhân của nhau. Cả những nữ tử gần gần nên nè, giờ hỏi tuổi xuồng chả biết nữa. Giờ Kim Bản không mấy tuổi xuồng cũng đâu biết đâu. Giống như Khanh rồi nó chưa đâu có biết. Tôi chưa bao giờ hỏi chuyện cá nhân, vậy mà cũng không có xen vô chuyện cá nhân thế nào. Trừ khi á, ví dụ như sắp sửa lấy nào, hay là mới cặp bội duyên nào, muốn trao phân gửi phận dần đó, không biết nó là hũ mắm hay là hũ vàng phải không, thì sư phụ cũng chẳng có ghé anh coi vô mấy vụ này. Sư phụ thường giúp mấy đứa thì sư phụ chỉ là người thông dịch thôi, phụ nhờ mấy vị trên trời lật cuốn sổ ra không xong hay là thăm ấp hay thăm đau thôi, thì tự động mấy con chọn, chứ mấy vị cũng không có nói không có đi kết quả, mấy vị không bao giờ nói. Mấy vị nói là hai người phải tu tập mới sống được, thì mình nghe đó mình quải rồi đúng không. Có những đứa ở đây hiện giờ nè, ngồi trước mặt sư phụ luôn á, là đúng ra phải chia tay mà vì gần sư phụ không có dùng cái lực xin lợi. Không phải con đâu, con lạ quá, chùa đâu, con đâu tới con Arkansas nhưng mà con ít qua đây đó, lâu lâu qua thì hồ đâu nhớ. Hồ nói mấy đứa ở đây nè, có những đứa nó hết duyên nhưng mà sư phụ xin được. Mỗi lần xin vậy là sư phụ phải về nhà cái lộn sư mẫu cái ngày á, tự động cái duyên của sư phụ nó bị mẻ đúng không. Có nghĩa là bây giờ con cho vàng thì cái hũ vàng của con nó bị giật xuống, con cho tiền thì cái tiền giật xuống, con cho máu ai thì máu con nó bị bớt đi đó, và con cho con cứu duyên người ta thì sư phụ cũng bị vậy đó. Cái luật của cái thế gian, luật ngũ hành nó phải có, chứ không phải ỷ mình là Bồ Tát sống mà muốn làm gì làm đâu phải không. Chờ xin người ta Covid, mấy vị nói ngài xin bữa giờ mấy nghìn người, ngài phải bệnh Covid. Đừng có tưởng Bồ Tát không bị Covid, xin là phải bị. Thế sao làm sao mà bị Covid được. Mà bữa mấy vị cho cái Covid để cho biết là ném mùi của thế gian phải không. Giờ mình muốn đi vô cúng gà thì mình phải biến thành con gà, phải biết ngửi mùi phân của gà chứ. Nên những cái đệ tử xung quanh mà thụ giúp nhiều mà thụ không có làm nói. Phải thương nhau, phải đoàn kết. Và đồng thời những đứa đệ tử ở xa đó, lâu lâu tới đừng có chắc, là tại vì những đứa ở gần đó, nó mà không có chân con nhìn thấy đi. Đứa nào mà có cặp mắt và có cái trí tuệ đó, nhìn đi từ cái bông, từ cái hoa, từ cái bàn, từ cách trưng bày. Nếu không có một đống bàn tay của những đứa ở gần sư phụ làm, mấy đứa con đâu có cái cảnh này. Mấy con đâu có được mà gần với Thượng Đế hay Phật đâu, hiểu không? Thì mấy con phải thương những đứa ở đây. Nhưng mà có những đứa ở đây, những đứa nó nhiều khi nó lỡ nói một hai câu gì đó, ai làm có một câu chuyện, người đó cũng người thân với hụt. Bà nuôi một bà mẹ già từ nhỏ tới lớn, nuôi nó đã hy sinh không lấy chồng luôn. Để lấy chồng sao mà nuôi bà mẹ bị handicap, đi restroom, rồi nấu ăn, rồi thay đồ, rồi đi chợ. Tối ngày cứ nuôi bà mẹ, rất là cực. Rồi lâu lâu mấy anh chị cuối tuần về nhà ăn uống chung, thì thấy bà này nhiều lúc, mẹ làm gì đó, kiểu tánh gì đó, nhau kiểu thiên hải tánh vậy, nhưng mà tánh thiên hải tốt, thì cũng gần giống tánh. Tại cái chị đó sư phụ biết, là bị mấy bà chị, mấy ông anh nó nhìn, mày hổn với má, mày làm gì mày gạt cái tay má gì, đại cái chút chút, bắt lỗi. Con nghĩ người nào sai? Chứ không có nuôi một người, không có nuôi một ngày nào, không có gần gũi mẹ. Mà lâu lâu tới cuối tuần ăn uống, rồi thấy một đứa em mình nó cực khổ nó nuôi, mà lỡ má ăn nhiễu nhão rồi cái quẹt vậy đó, rồi cái bị mấy anh chị kia lên án, rồi bả buồn, bả sống cô độc. Cái câu chuyện đó đó, một người chả hiếu nhưng mà gần quá cũng có những lúc người ta giống như bụt ngàn với linh, giống như mấy đứa gần đây giết trần cho phụ đó, nó cũng có những cái thái độ đó. Đó là bằng những đứa ở xa Việt Nam mà coi như phụ giống như Phật sống không, còn mấy đứa ở đây thì có những đứa phụ biết. Thì cái chuyện của cái người chị này nè, phụ dám nói ta là thiệt đó. Nhưng mà cuối cùng bả là người có hiếu, và những người lâu lâu một tuần tới chỉ thấy thôi là nghĩ là mình có hiếu,
mình la hét âm sực. Thử mà đi nuôi thử một ngày đi biết. Cho nên mình mỗi khi tu mình phải có cái tầm nhìn xa và bao dung. Không phải lâu lâu mình về đây như ông Sơn đi ông Thổ, rồi cái mình thấy mấy chuyện chung chung ở đây, ở bất cứ tổ chức nào đều có vấn đề. Chỉ có tổ chức Thiên Tâm chúng ta là ít vấn đề nhất đó, mấy con có biết không? Thôi à, từ ở đây tới Houston, mấy đứa đệ tử Houston không có vụ nó còn ngoan hơn nữa. Nó bển làm ngày đêm tới 9-10 giờ luôn á, rồi nó cũng đoàn kết, thì nó cũng ăn uống chung rồi nói. Đã tú bên bển qua là kỳ này Houston không có qua nhiều. Mà con thấy Houston thương nhau. Ở đây cũng vậy. Cho nên họ tiên chúng ta ở khắp tiểu bang hay là ở vòng vòng đây đều là họ thiên hết. Một năm á, ít nhất á, con có bận kiểu nào tiền bao nhiêu cũng không bao giờ đủ. Chỉ mất vài ba nghìn để mua cái vé mấy trăm đi du lịch về đây để tắm rửa cái linh hồn của mình, gặp được cha, gặp được Phật, gặp được huynh đệ tỷ muội. Đó là một cái diễm phúc, một cái ân huệ của cuộc đời của mình. Còn hơn là quanh năm suốt tháng mình chỉ làm nô lệ đồng tiền, mình không có cho cái linh hồn mình một chút thoải mái. Lâu lâu mấy con về đây 2-3 ngày giữ những quy lễ này rất là đáng. Hộ khuyên những họ thiên ở xa đó, có bận kiểu nào, năm nay thì vậy, năm sau năm nào cũng đông hết, nhưng mà tại chỗ không có dám kêu gọi. Tại cái núi của mình hiện giờ đó, Pháp Kinh Đồ đó, nó còn bị restriction đó. Để năm tới lên kêu về đây để chi? Để cầm cái nhang khấn cho cha mẹ, khấn cho mấy chư Phật. Mấy vị đang đứng đó, mấy con nói cái gì mấy vị nghe hết luôn á. Đây là cơ hội duy nhất một năm một lần để mà gặp Thượng Đế, gặp tất cả và tất cả các kỳ thần thánh linh thiêng trên trời, mà tất cả các tôn giáo trên quả địa cầu này tôn thờ đều quy tụ ở núi Thiên Long Sơn hôm nay. Chú Hữu là con duy nhất của Thượng Đế xuống trần thời này lãnh đạo. Không có người thứ hai trên quả địa cầu này có khả năng làm những buổi lễ này đâu. Tuy chúng ta còn ngồi nơi băng đá, đất đai, cảnh quan sơ, nhưng mà chúng ta không có quan sơ. Chúng ta là thứ thiệt trên tất cả những thứ thiệt. Trời Phật không có cần những nơi sang trọng, không có cần tòa thánh Vatican cao nhiều nghiệu, những nhà thờ đẹp lộng lẫy, cẩn vàng trong đó. Cha của mình đứng ở đó với một cái sàn gỗ. Hồi nãy sư phụ ngồi thiền á, mấy vị đi cái miếng dán nó nhúc nhích luôn, rất là đông. Rồi mấy vị đó thăm sư phụ, hồi nãy vô ngồi thiền nào. Khi mà lên nhang rồi, tất cả mấy đứa con chỉ đứng dưới thôi, không có đứng trên đó. Chỉ có mình sư phụ với sư mẫu được, tại vì mấy anh chị em của sư mẫu ở trên đó, với mấy anh chị em của sư phụ, với cha mẹ, với mấy chư Phật ở trên đó. Nhưng mà lúc trước thù không có biết cách làm này, mấy chị dạy nha. Rồi cái bàn hồi nãy, cái bàn ngay đây nè, chỗ thư viện mỗi người khấn á, mấy vị kêu khách. Cái là mấy vị muốn trả ơn mình, mấy vị biết mấy con tốn công làm buổi lễ này, đi chợ mua đồ, cắm hoa thế này nọ, thì mấy vị hưởng lộc thì mấy vị phải trả lợi lại. Mấy con cứ khấn gì thì sẽ được cái đó. Ví dụ như thế nào con cái hay là sắp bị bệnh tật gì vô nhà thương á, khấn. Những người đổ đường đi từ đây qua tới Ấn Độ 2-3 tuần, qua bệnh Ấn Độ con phải đem mấy thùng mì gói trên cái bát phạt nhìn phụ đi, rồi không có nhà hàng nào cho con ăn. Đi 12-13 tiếng lái xe, đường nó bụi mịt mùng, cũng chẳng có đồ ăn nữa. Cho nên đi Ấn Độ phải đem mì ly theo hay không? Sáng mì ly, chiều ly mì, trưa mì gói. Cứ thế mà hết cuộc hành hương đi tìm Phật. Trong khi Phật ở đây bay máy bay cái dù
ở khách sạn có tiện nghi đầy đủ, rồi Uber lên Thiên Long Sơn rất là dễ mà không chịu đi, mà cứ đi qua Ấn Độ hành hương, trời ơi, đi kiếm Phật đó, Phật Hải Đức đây nè. Đó là một cái lịch sử thôi. Còn muốn kiếm Phật sống thì đang ngồi đây nè, gọi là Phật, Phật nhí. Để cha đã thành Phật, cha dùng thần thông, mẹ dùng thần thông tạo ra cơ thể của sư phụ ở trên trời á. Những vị Phật, những vị thiên trưởng khi có thần thông cao sanh con được. Đàn ông á thì cái hội được sanh gọi là quá sanh, thì cha cho một chút dũng, chút trí, và chút bi. Cho nên trong cuộc đời sư phụ á, ghen lắm mấy đứa này, thấy mà những năm sư phụ chạy holiday mình sanh cái tướng có 100, lúc trước sư phụ có 150 pound mà chạy chiếc xe nặng 3,000 pound mà mấy lần té đó sư phụ chụp chiếc xe luôn. Tại sư phụ đội helmet lên mà lái chiếc đó ngoài freeway con có rầm rầm đó con hả, bước nhỏ xíu rồi vậy. Sau này gặp sư mẫu, anh mà chạy này chắc tôi sẽ là quả phụ cô đơn. Hỏi bả thì bả rồi, bả nói anh mà chạy tôi chờ ngày nào bả cũng khóc, anh đừng bỏ. Đó chứ thù có 5 chiếc Harley thù chạy, nhưng mà đường đâu biết mình là Việt Nam đâu à, cho hết tặng. Giờ còn chiếc trong hãng. Rồi vô từng lái xe đua chạy 200 mai giờ. Trời ơi, thấy tự xuống chân tưng quá. Hãy cái dũng nó quá mạnh á, mình muốn làm gì cho nó thử đúng không? Nhưng mà xuống đây mấy vị không có cho dùng thành thông để mà thay đổi cục diện. Mấy vị chỉ cho sư phụ dùng trí tuệ của người bình thường, gọi là trí bát nhã. Trí tuệ khác, trí huệ khác. Trí tuệ là do mấy con đọc sách, nghe đài, mình hiểu. Còn trí huệ là do mấy con phải ngồi thiền, quán chiếu soi nội tâm, có trí huệ. Thì dùng cái đó để mà độ chúng sanh, dùng những lời lẽ. Lời lẽ lớp 4 đâu có bao nhiêu. Trở lại câu chuyện mà nãy giờ đọc sớt đó. Nếu mà nước Việt mà biết được có một thiên tử xuống trần, tiếng Việt không rành mà hôm nay như vậy, họ phải ngạc nhiên á, họ phải giật mình á. Đâu phải là học giỏi nói chuyện lưu loát như Bắc Ngạn hay là những người trên đài là giỏi đâu. Đó là học thế gian. Còn sư phụ là xuất thế gian, thiên tài trên vạn thiên tài, nó khác. Mà mình nói thì những cái người học giỏi nhiều á, thủ có mấy ông anh hồi xưa học rất là giỏi, bằng master làm kỹ sư đây này. Mà làm gì á, cũng phải đọc mở lon đồ hộp á, cũng phải đọc instruction. Thì đó, học giỏi chừng nào thì Đức Thầy nó càng ngu chừng đó, nó chấp theo chữ nghĩa thế gian. Chứ bộ cả hai. Trở lại những cái thiên biệt, những người mà gia nhập, nếu mà ai mà bị chấp, họ sẽ bị mất cơ hội đời này. Và họ khi họ chết đi, họ mang theo những cái kiến thức vô giá chôn dưới đáy mộ và cũng chẳng đi tới đâu hết. Đó là gì? Bị chấp. Còn ngăn ngại, nghi ngại. Nhưng mà thôi đã tìm mọi cách để cho họ bớt có nghi ngại. Ở trên trời thì hồ sống rất là sung sướng. Hồ cũng không có là một đứa con có hiếu với thượng đế với cha mẹ. Xung quanh biết bao nhiêu người thương. Mấy vị thường xuống thăm sư phụ kể chuyện, chứ không cần thiết cái gì ở thế gian này. Cho nên những cái gì sư phụ đeo trong người, hồi xưa đó, lúc mà thời đi tu năm 2007, sư phụ cho hết, chục cái đồng hồ Rolex sư phụ tặng hết, cả 1,000 ao vàng sư phụ cho láng hết. Sư phụ không có mê đồ thế gian. Nhưng mà ngược lại sư phụ biết hết. 7 sao sư phụ cũng từng ở, đồ ăn 10 sao cũng ăn luôn. Cái gì cũng thử.
rồi ăn cơm nước lạnh cũng vậy, nhưng mà khi vô người nó chẳng có sao nào, cái sao không có chấp, tức là đồ mắc tiền siêu cỡ nào cũng giống như là cơm chan nước lạnh thôi, vậy mới là khó làm, không có chấp bất cứ gì hết. Quan trọng là mình không có chấp thì xài sáng hay là xài bình thường nó cũng giống nhau, nó chỉ là một cái phương tiện trong mắt người, là một cái phương tiện thôi, nó không có gì gọi là đặc biệt hết. Chẳng đây nói để mà cho mọi người hiểu địa tiên, những vị thần, những gì ở trên trời, tướng thiên binh thiên tướng cúng mặn, chỉ có Phật với cha cũng đồ chay, Long Dương đồ chay những vị cao siêu, còn ngoài ra tất cả mấy vị khác đều mặn, nhất là mấy thổ thần, sơn thần, thần núi, vị này vị nọ đều là mặn. Còn ở ngoài kia người ta không có hiểu, người ta có thể xuyên tạc chúng ta. Xuyên tạc thì cũng giống như chơi chữ vậy đó. Việt Nam Cộng sản nó chơi chữ giỏi quá, thì cuối cùng hôm nay cả quốc gia chẳng có ai có chữ nào trong bụng hết. Những ông thầy giỏi lắm, không cần đốt nhang, có nhà bự cúng dường ở nhà chòi đi, có ông thầy lên mạng nói không cần đốt nhang, cứ ở nhà chuyển ngân đi cũng có phước. Con thấy cọng cỏ thì nói cọng tóc của Phật, Phật không bao giờ đi hỗ trợ hay support hay là đi những cái nơi có những gì thầy bất chánh, không có giữ giới, Phật không có màng thế gian, chả qua đi cầu này cũng chả có nhằm nhò gì trời Phật, chả qua đi cầu này nó cũng giống như ở sau nhà con nuôi cái chuồng heo vậy, con có thể dẹp chuồng heo còn được, để trên kia cho chúng ta giống chuồng heo chuồng gà thôi, còn tất cả nhân sinh chúng ta là những con heo những con gà u mê tham vật chất thế gian mà quên đi cái chuyện quan trọng là thần hồn cần phải về trời, chứ đừng giống như làm chùa bự hay là chùa nhỏ hay là tượng Phật khổng lồ lớn nhất ở Việt Nam hay là những thế giới, hay có những cái cạnh tranh ô tượng Phật này cao nhất thế giới thế này nọ, rồi quảng cáo mục đích họ dùng Phật để mà làm tiền thôi, có nghĩa là buôn thần bán thánh chẳng khác y vậy. Ở đây chúng ta không có buôn thần bán thánh, những cái tượng Phật sư phụ dựng đây những năm đầu rất là cực khổ, mà nhờ đích thân sư phụ chọn lựa đá này nọ, phải có tượng mới không có đốt nhang được đúng không, nhưng mà là thật tâm ở núi này nếu mà nhìn kỹ chẳng có cái gì gọi là giá trị hết, chỉ có tấm lòng của sư phụ tạo ra từ thứ trên này, tâm quyết, thời gian, công sức. Chứ còn nếu mà so với những cái chùa mà lớn của người Tàu hay người của Cộng sản nó dựng lên đẩy đây này, thế không sao, mình đâu có gì gọi là kỳ quan đó. Cái điện mẹ còn gạch còn bể gì lụp xụp mà thấy không, nhưng mà màu nhiệm linh thiêng. Bữa Mỹ chụp hình mấy chị vị nghe đó, còn những cái chùa bự vòng vòng ở vùng này chả có cái gì gọi là màu nhiệm hết, vô đó là mấy dòng linh làm nhức đầu chạy ra không kịp, còn chui vô mấy cái bóp rồi chạy về nhà nữa đó. Thiệt á, nhất là mấy cái bóp đẹp á, LV đồ á, vô mấy cái chùa mà mấy con má nhảy vô nó đi về á, tại nó sợ nắng, nó sợ sấm sét á. Khô cổ, hôm qua dầm mưa, nhưng mà nãy nói mấy vị thánh thầm ngọc, hôm nay con bị ho, mấy vị cho con chút lực để chút con nói chuyện, vừa thánh xong giờ ra ngồi nói chuyện, chứ hồi nãy ca cái bài kính thiên, hai cái bài đó là sư phụ ca nhiễm,
mà giờ cá không đủ hơi luôn á. À, hôm dù ho quá trời cả đêm đâu có ngủ đâu. Rồi sáng lại cũng không có cái bài để chúc đọc nữa. Cũng may là mấy đứa đi đi lên á, vừa ngồi ở đây viết được cái bài đó chút, chứ cũng chưa có chuẩn. Rồi tính đem cái ngọc ấn theo, tại thường đúng này phải có ngọc ấn, nặng mới bưng không nổi luôn. Tại cái ngọc ấn nó tới như ta 20-30 pound lận đó, nặng lắm. Tại bữa kia không bưng được, bữa nay chỉ lấy cái kim bài. Lên trên cái nhà điện Phật á, ồ cái này cũng không có đồ để chặt pin, cái này nó có phải có cái dây chụp này nó hết điện pin, phải có cái này. Ok rồi, chùa ăn bít mấy đứa muốn hỏi gì hỏi. Chưa dông linh á, họ kêu mình là họ chỉ muốn tạo cho cái sự biết là họ thích mình. Vì con có hào quang á, dông linh á, nó là những cái người giống như homeless, đói, lạnh, khổ, cô đơn. Rồi những cái đứa mà có hào quang mà biết tu tập á, là có tiên xuống á. Và giống như bây giờ homeless nó tìm ai, tìm người giàu, tìm người khác, tìm người ăn mặc sang trọng đúng không? Nó đâu tìm mấy thằng bâm bi làm gì? Thì mấy cô tiên, mấy con mà những năm đầu tu tập á, bắt đầu rửa ráy rồi, lên núi rửa ráy rồi á, là hào quang bắt đầu có, khác hơn người thường. Thì vong linh nhìn thấy được, nó chạy theo thôi. Những năm đầu á, những đứa mà chưa từng có trải nghiệm qua cái này á, từ từ sẽ có trải nghiệm. Đó là chuyện bình thường, họ không có làm gì con. Còn đơn giản, những cái người vong linh mà họ muốn hại mình á, họ không bao giờ cho con thấy. Họ làm cho con lật xe tức là lật xe thôi, cho mình chết tức là mình chết, tao cao đâu cần phải quên nên mà làm gì, chiều thiều nhột nhột đồ vui thôi, thôi đi chỗ khác để thôi, chỉ cho dạy để đuổi vong linh đi. Khi mình ở một nơi nào quan nhắn ngồi thiền hay là ở trong nhà hoàng đi đám tang hay đi vào nghĩa địa chôn cất ai, thì trong các thì thường người ta đảo đây, thì nhiều lúc nó đông người mà, nhiều khi cũng đứng bên cái mã của họ nữa, mấy còn phải thân cho tôi đứng đỡ nghe, tôi cố ý đạp lên du nghe vô đại khái mà nói chuyện cũng bình thường. Rồi cái con bị nhọc nhọc chiều tay chiều chân búng ra búng vậy nè, là đây là cái comment trong linh, nó nhìn thấy nó biết là con biết được cái lan quỳnh của họ. Trong linh nó cũng giống như người điếc, người câm, người ta mới nói được. Nhưng mà người ta đọc chữ bằng trên TV á, thì cái đây là cái language của ma quỷ. Con bấm vậy nè, thì con sẽ không có bị nó theo khóa, tức là con đuổi họ đi, tức là họ biết, con biết communication. Cái này là một cách liên lạc, hiểu chưa? Đi cho khác chơi, đi cho khác chơi. Thấy không? Còn như ngồi thiền, thiền thì bắt ấn tam mũi. Ông ta mọi là giống như ê, tao có súng lịch đạn rồi đó nha, tới đây tao né liền á, né mắt cá đó. Thì cái đó là hơi đậm á, mình đừng có làm vậy. Bắt ấn khi nào mình ngồi thiền nè, còn khi thiền mình đó mình bưởi đi được thôi. Còn nếu mà ấy nữa, bắt ấn tâm kim cang gì nè. Rồi nếu mà nó lì á,
trưởng. Nhiều kiểu lắm. Thì cũng được. Mà nếu nó đựng lì, nhông lên nó cũng như người thôi. Nó con lì lắm. Hồi nãy dớ ướt bây giờ tự nhiên cũng khô hay á. À, mấy con thấy chứng kiến ở đây bữa lại bên đây biết nhiều đứa mà thấy mấy con thấy nhiệm màu không? Đang mưa mà hết mưa cái này không biết thế giới giải thích làm sao ta, chắc mấy thằng lì lợm mấy thằng đầu bự bằng cái lu á. Ô tại nếu thì không sao tụi mày hên. Ông nói không có gió, đúng là không có gió, không mưa đúng là không có mưa, đúng không? Đè hai ông thằng gió thằng mưa nói cái chuyện mà đâu có không mất quyền tính thì sao? Thật đó, hồi nãy con đi lái xe đó, lên đây thì trời mưa ở dưới các chỗ vô lề xe lên rồi á, trời ơi nó mưa lụt á, con gọi lên gặp ông Châu, nó tôi đang ngồi trên nước thì bây mình đó để nó ớn đem đi các chỗ khác này, mấy cái chai kìa trên bàn nhà mình đem dẹp đi chỗ khác. Gọi đang tốt thì chia xấu thì đem khoe. Thì mấy con hôm nay là chứng minh rõ ràng còn cái hộ thấy cha về dạy bảo cũng lâu, cha chỉ nói nhắn lời cha đã blessing hết cả những người có mặt. Cha nói mấy đứa hội thiên phải giữ vững lòng tin, trời Phật nói lúc nào cũng đúng, không có sai. Cha mặc áo lông bào màu xanh hôm nay nha, không có mấy màu vàng như mấy lúc trước. Rồi có những gì cổ Phật xuống đây dự buổi lễ chung với chúng ta, cổ Phật đồng rồi những hồn thiên trong núi, anh hùng dân tộc đồ đầy ngoài đó, tức là con phải tính gầy cao là Phật với cha xuống thì giống như ở dưới này thì giống như mấy vị Bồ Tát, mấy vị lập đạo giống như ngài Minh Đăng Quang hay là những vị Bồ Tát về dài ở đây, về dài xuống đây mấy Bồ Tát ngoài đó là mấy ông thần đầy đủ hết. Cái là thua làm sai bữa nay thua đọc là kỷ niệm 7 năm thì cha chỉnh lại, không phải 8 năm rồi đó con, sai cái đó, những năm sau là năm thứ 9 là lập đạo, để cha là người thành lập, cha nhớ rõ cái vụ đó phải thua người thực hiện. Ở đời này thế gian này ngộ kêu ông Đức Giáo Hoàng bảo là ồ có ông thằng Việt Nam nói chuyện với thượng đế của Du Everyday, cái ông cười bể bụng mày mà gặp tao, tao cho mày cái hẹn 10 năm chưa gặp nữa mà làm gì mà có cơ hội mà gặp thượng đế. Tao là khấn mỗi ngày nè, tòa thánh Thích Đi Căn nè, thiên sang trọng đẹp nè, thượng đế đâu mà đi kiếm một cái thằng tép riêu như này á. Chúng sanh vậy đó, họ nghĩ vậy á, ngộ lắm, khó bảo đảm khó. Còn ngược lại trong mắt sư phụ thì ông chỉ là ông tiên thôi, xuống đây lãnh nhiệm vụ thôi. Cái hồi xưa đó ông cũng là lính lát của tôi, ngày nào cũng lại cái tượng của tôi ở trong tòa thánh Vít Đi Căng gặp mặt sĩ giả. Ngày nào tới bây giờ thường nói câu buồn đời á, chuyện đời tức cười lắm. Khi ta trở lại, các ngươi không bao giờ nhận ra ta, mà các ngươi còn chỉ giả ra chửi ta nữa, đúng không? Là Chúa nói gặp tượng ta thì các ngươi lãng, còn gặp mặt ta thì xỉa xói xỉ giả.
cho nên nó mới gọi là sàng lọc chứ. Ta đâu có quỵt lời hứa, ta trở lại thì ta trở lại, mà các ngươi muốn được ta cứu thì các ngươi bớt có lì lợm trước đầu đi thì ta sẽ cứu. Còn cứu những người lì lợm trước đầu như vậy về trên thiên đàng làm gì? Để tụi mày tạo phe tạo phái hả? Thôi ở dưới này tiếp đi, chịu khổ đi. Chú Hụ là Chúa Xu Tây Lập. Ngày xưa chú Hụ không có dám xưng, nhưng mà gần đây mấy vị nói cơ trời đi sát nút rồi. Con không nói, họ bỏ mất cơ hội. À con nói, trong số có những người không có cái nghẽ đó, họ có lòng tin bên đạo Công giáo. Đây là đạo Công giáo phải không? Là chức gì trong nhà thờ? Bà quản của Công giáo. Mà hôm nay là thiên tôi, đệ tử của Chúa. Nhưng mà người đời, người ngoại quốc, người có bao nhiêu người biết? Bây giờ Chúa phải trở lại bằng cái gì? Phải ba trên trời à? Chúa phải đầu thai vô một cái xác phàm. Còn cái xác nằm ở bên Jerusalem đã rỉ nát hết rồi. Bây giờ cái miếng giải cũng không phải là hồi xưa của Xu Quốc nữa, mà giờ tạo cái miếng giải giả rồi giờ đem nhiệm bảo tàng tàu lao. Nếu như vậy cái áo này còn quý hơn cái miếng giải đó nữa. Mà trong khi miếng giải đó bán mấy tỷ rồi, tròn rồi thấy ghê. Cười. Chuyện đời nhiều lúc tiếu lắm á. Chúng sanh dùng nó ngu, cực kỳ dùng chữ ngu chứ không ai dùng mình. Tại vì Công giáo dùng chữ ngu. Còn nó vô minh là bên Phật họ cũng chẳng có hiểu cái sự mà vô minh như thế nào. Chủ nhật này lễ sống lại đó. Sống lại hả? Là yes. Easter phải không? Yes. Thì hồi xưa sư phụ nói what are you doing? Ta sẽ đi từ ở ta sẽ tái sanh vào phương Đông, rồi ta sẽ đi về phương Tây, tức là lễ Easter đó. Rõ ràng sư phụ đã chỉ cho họ biết là sư phụ sẽ tái sanh về đâu. Giống như những ngày Đạt Lai Đạt mà họ tái sanh, họ cho đệ tử họ biết ở phương Tây Bắc, ở gia đình đó. Nhưng mà cứ đem đi, sư phụ sẽ nhận diện được những cái món đồ của sư phụ. Ở bên Tòa Thánh Vatican họ có đem tới cho sư phụ nhận diện không? Đâu có. Họ còn kiếm chuyện với sư phụ đủ thứ, đóng cửa núi mình ăn hiếp sư phụ. Còn bắt sư phụ đập cái restroom nó bỏ nữa. Mấy anh Công giáo không à? Thì tụi mày muốn nguyên cái thành phố San Francisco đi xuống dưới nước rồi. Sư phụ đã cứu vào năm 2015. Cái thành phố không có bị chìm dưới nước. Nhưng mà lần này khi mà cha nói á, cái này nãy cha nói, cái nơi mà sư phụ sẽ trú ngụ không phải là Thiên Long Sơn mà là nước Việt. Hồi nãy cha không có nói vậy đâu. Khi mà sư phụ rời khỏi nước Mỹ này, nước Mỹ này sẽ có đại nạn. Chỗ nào có Bồ Tát chỗ đó không có nạn. Mà sư phụ đi á, nó mệt lắm. Năm 2015 sư phụ cứu thành phố Sông Băng một lần mà nó vẫn ăn hiếp sư phụ. Ghê á, Mỹ vậy. Là thử thách. Ta sẽ sanh ra ở phương Đông và ta sẽ lưu vong ở phương Tây. Bây giờ ta đang ngồi ở phương Tây nhưng mà ta trở về phương Đông. Các ngươi á, từng sao làm lễ của ta, lễ tần, lễ tần nít nghỉ học cho nên sư phụ nhận mấy nhỏ đi từng Easter là Chúa sẽ sống lại. Từ phương Đông Easter mà. Trời ơi mình nói rõ vậy luôn. Vậy mà nó không có hiểu. Không biết nói kiểu nào để nó hiểu. Bây giờ giống như bài toán đố người ta cho gần hơn nửa bài. Vậy mà cái đáp số vậy mà không chịu ra. Con ngài phải thử khách. Phải thử kiểu nào? Mình đâu có biết được cái gì. Đâu thì ở trong bài Kính Thiên Cha có nói. Rồi đây nắm giữ gian sang, yeah. Lo cho quốc thái dân an lo dài, tức là lo cho thế giới, cho hơi riêng biệt, lo cho cơ đạo ngày mai. Cái thiên tâm chúng ta ngày hôm nay nó mới có mọc mầm thôi, nó chưa có ra thân cây. Khi sư phụ có thế lực, có một cái tiếng nói với thế giới, với những lãnh đạo thế giới, sư phụ kêu nó ngồi nói. Sư phụ kêu đúng 12 thằng. Thì lúc đó sư phụ có cụ chát mà giống như trong cái bức hình vậy đó, à, 12 lãnh đạo đó. Lúc đó Chúa đãi nó món gì vậy? Đãi gì đâu? Chúa phải rửa chân. Hả? Chúa phải rửa chân cho 12. Rồi ok rồi, sư phụ sẽ rửa chân cho 12 thằng.
kêu nó ngồi 12, tôi rửa chân 12 lần. Thì lúc đó mày chụp cái bức hình lại đi, cái mặt mới của tao nè. Nó không phải là tóc vàng nữa mà tóc đen rồi. Thì tôi sẽ rửa chân cho 12 ông. Lúc đó Putin kẹt rồi. Con được rửa chân nè. Khi nào mà cho Hữu về Việt Nam mà thành người nổi danh á, thì mấy lãnh đạo thời nay á, nó đi hết rồi. Những lãnh đạo thời sau á, cha đã chọn hết. Nói như nước Nga hay Tàu á, là những người hiền từ không à, không có hung hăng như Tập Cận Bình hay là kiểu Biden nữa. Không, Biden ham tiền thôi, chứ Biden cũng không có hung dữ mấy. Hơi ngu chút. Nhưng mấy thằng được tặng từ chức hết rồi. Bữa nào kiếm 12 người vô rửa chân thử. Rửa chân rồi lại phải hôn chân nữa. Cái đó nữa hả? Yeah. Bảo họ làm đeo trước đi. Thiệt không? Thiệt, con cũng được rửa chân này, con có đi nè. Ai rửa? Ông cha rửa, ông cha tráng xíu rửa. Có hôn chân không? Có. Có hình nhân không á. Yêu. Yeah. Cha sẽ hôn chân con và rửa chân cho con. Trong cái giới này á, nó cũng có điểm. Mấy con có bao giờ biết cái bộ mang giới á, một tuần lễ thôi mà mang hoài cũng không có hôi á. Hiểu hả? Rồi sư mẫu hỏi bà coi, mẫu có phải là áo của tôi bà hay thích ngửi đúng không? Áo cái ruộng nó thơm phức à, mà sư phụ mặc cái tầng máng sư phụ tiếc không có chịu giặt để nó đâu có hôi đâu. Bà cứ lấy bà ngửi hoài, ngửi giờ bà ghiền luôn á. Thụ không có mùi hôi thiệt à, không có nói láo đâu. Hai em chung. Trời ơi, vậy mà rửa chân. Trời. Lâm thiệt. Chắc cái đó chắc đó cho bộ ông biết à nghe. Mang này đóng vai khác. Xưa mang gì đó như đóng kinh khổ không, có 3 năm mà chịu khổ 3 năm bị đóng ba cái đinh sẽ xong chuyện cho rồi để mà cái phim nó ending phải không. Còn màn này á, là còn nắm giữ gian xe lo cho quốc thái dân ăn lâu dài dẫn lên. Cái màn này nó hơi khác chút, khác kiểu xưa. Tại kiểu xưa do Thái bị mất nước 2000 năm, còn kiểu đời mới á, kiểu đời mới á, mà nếu mà nó đóng đinh sư phụ hay là nó tới đây nó ám sát hay nó làm sư phụ nữa, trả quả địa cầu này á, là chắc cha vũ sổ luôn á. Thiệt á, nó phải tạo công đức lại để mà cho cái thời vàng kim, thời Thái Bình. Muốn Thái Bình thì không được giết con của Thượng Đế, đúng không? Thì cho nên cái thời này mấy con yên tâm, ở trên nó dù sống tới 88 tuổi thì cha mới thưởng lại cho cái thế giới này Thái Bình. Còn nếu không á, khó mà nói lắm á. Cười. Con nào ông giáo hả? Hụ là Chúa Giêsu tái lâm đó hả? Cười. Con ca hay quá mà. Phúc tiên bởi vậy ca hay. Thì đã nữ nghĩ là tiên rồi. Nhưng mà có nói chuyện nào đi nữa, tự mình phải đốt rút đi, phải có bi chí dũng. Chí tức là cái trí huệ, phải biết phân tách. Chúa Giêsu hồi xưa làm gì, Thiên Tấn Kiệt làm gì, có giống hình thức với nhau không? Trên thế gian này không có ai tự lập một cái đạo được. Chúa lập cái đạo chỉ có con Thượng Đế, có ân chứng của Thượng Đế mới lập được đạo nghe. Người phàm á, cỡ sư cô vô thượng sư hay là Lý Hồng Chí á, có lỗi lạc, có cả 100 triệu tín đồ thách đó, phụ giám thách trên mạng đó, họ lập đạo đi. Ở nước Việt Nam có rất là nhiều người lôi kéo, rất là đông người thách đó, họ lập đạo thì họ biết chết liền á, không phải chuyện đùa đâu. Chuyện như vậy thôi, dễ hiểu như vậy mà họ lại không hiểu, họ vẫn không tin. Còn mấy chuyện mà sư phụ có cái thông thiên nói chuyện được với bà trên đó là bình thường. Còn mấy bút mấy chục năm rồi, từ nhỏ tới lớn rồi, không có gì gọi là ngạc nhiên hết. Cha rửa chân nè, rửa chân cho con đây. Cha rửa chân nè, cha đại diện chưa.
Bữa nào đưa cho Hùng rửa chân chó. Chân này đuối. Bây giờ lắm ngồi đi. Thiên tươi đạo ông giáo. Chậu rửa chân. Nếu mà có một người có một chút trí thức á, ngồi mà làm những cái phong cách, những cái danh từ thôi, tại bên kia bên không dám dùng danh từ với cái công thức nhiều thôi, thì mình thấy nó trình trọng. Chứ thật sự chất lượng không có. Chúng ta là chất lượng có. Mình đây là chất lượng có. Vì ví dụ mấy con cứ đọc cuốn kinh ngồi thiền, rồi cứ đạo thiên tâm là đạo thiên nhiên tự nhiên, không có ràng buộc, không có ép buộc. Khi mình lấy một người chồng, nó là đạo Hồi giáo hay nó đạo ma đạo quỷ gì, mình thiên tâm mình vẫn thiên tâm, mình không có cần phải bắt người ta theo đạo mình. Cho nên thiên tâm rất là rộng mở và cởi mở. Từ đây tới mùa hè sẽ có những chuyện thay đổi lớn trên nước Việt, trên thế giới. Bây giờ đồng khô cạn rồi, Phú Liêm sắp thành tro rồi. Rồi bữa nay ở bên Mã Lai nó có 5 cái mặt trời mọc. Nước Việt mình có 3 mặt trời, 3 mặt trăng gì đó. Nhiều lắm. Thì những hiện tượng này cho Hữu ngồi hỏi mấy vị là như thế nào, mấy vị nói. Thì đất nước đang loạn lạc, người còn khổ sẽ khổ thêm, đói đói thêm, chết chết nhiều thêm, thì nó sẽ có những cái hiện tượng báo động trước như vậy. Nước Việt sẽ không có khởi sắc đến khi nào một chiếc máy bay 7 Airbus 380 hai tầng lầu chở 900 người, 900 đệ tử họ Thiên về nước Việt, thì lúc đó nước Việt mới khởi sắc. Còn họ Thiên chúng ta còn lưu vong khắp hải ngoại, tội cho những họ Thiên ở trong nước và những thân nhân của mình còn khổ bệnh. Chứ chúng ta ở đây thật sự nó khổ chứ cũng đâu có quá đâu, cũng còn sống được, cũng còn sự sống. Ở Mỹ tuy là mình làm ít tiền nhưng mà mình không đến nổi. Còn bên kia không tiền là chết, không tiền là thiếu dinh dưỡng, không tiền là không có quan tài chôn. Thì trong nước là như vậy. Còn chúng ta ở đây chỉ là cái hồ lô nó hơi cạn chút xíu, đâu có nhầm gì. Mỗi lần mà hồ lô cạn thì vợ chồng lục đục thì cứ qua đây chơi với Hữu ngồi thiền là hết lục đục. Giống như Bích Vân với Huy á, nó qua hoài á, đóng cửa tiệm nó 2-3 tiệm nó đóng hoài nó kệ ngồi. Nó còn thích đóng cửa tiệm, qua đây chơi cho Hữu nhiều hơn là mở cửa tiệm. Nó lái từ đây tới, nó lái như là đi đây qua Đào Thao vậy, lái 14-15 tiếng mà như đi chơi vậy. Lấy ngộ đây gần Phật gần trời á, hết mời tiền quá không, tiệm cứ đóng hoài. Thì cười hoài đệ tử. Con tên gì vậy? Quên. Dung hả? Con là con của chúa gặt luôn phải không? Nghĩa là thùng luôn vậy đó. Tức là đạo chúa thùng phải không? Mà đạo ông giáo phải không? Hả? Đạo lúc đồng nghĩa. Đây con đạo ông giáo nè. Dù có nhiều người đệ tử đạo ông giáo. Gia tiền đẻ ra là đưa đi rửa tội là đã. Nó vô à? Mà đúng dây nó không? Nhưng mà cái cục điện có điện không? Ok, thì cứ chạm thôi.